Toyoin Việt Nam cần tuyển gấp công nhân sản xuất. Với trụ sở chính đặt tại Nhật Bản, công ty Toyoin đã bắt đầu hoạt động năm 1882, vận hành với tư cách là nhà sản xuất mực in, với mục tiêu tạo ra nhiều giá trị cho nhân loại trên toàn thế giới. Toyoin đã phát triển nhiều loại sản phẩm hơn, được chia thành 4 dạng: in ấn và thông tin, vật liệu bao bì, chất nhuộm, vật liệu chuyên dụng, nhựa polymer và sơn. Là công ty con của Toyoin, Toyoin Việt Nam đặt văn phòng và cơ sở sản xuất lần lượt tại Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Công ty đóng vai trò là nhà sản xuất và kinh doanh các loại mực in và vật liệu in ấn. Bằng việc sử dụng bí quyết đặc biệt của Toyoin, công ty cam kết sản xuất các loại thành phẩm có hiệu suất cao và không gây hại cho môi trường. Vì nhu cầu sản xuất tăng cao, Toyoin Việt Nam đang cần tuyển 5 công nhân sản xuất. Yêu cầu: trình độ trung học phổ thông, giới tính nam, tuổi từ 18 đến 30, cao 1m65 trở lên, thời gian làm việc full time, không yêu cầu kinh nghiệm. Quyền lợi: mức lương từ 5 đến 7 triệu, lương tăng ca, thưởng năng suất, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Yêu cầu hồ sơ: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bản photo, giấy khám sức khỏe. Thông tin liên hệ: ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ công ty Toyoin Việt Nam, lô 201, khu công nghiệp Amata, huyện Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại liên hệ: 0251 3993 267. Hẹn nộp hồ sơ 25 tháng 12 năm 2017.